nào, bây giờ bài này nha, bạn em là không làm. Có một cái ao nè, có ba con chim nè, hai con này tôi làm rồi. Đây là một ngôi nhà, đây là ngôi nhà của tôi đúng hay sai? Sai. Ngôi nhà của tôi đúng không? Sai. Đúng à. Đây là một ngôi nhà nè. Có một phòng tắm đúng không? Bathroom là phòng tắm mà đây là phòng ngủ vậy đúng hay sai? Sai. Sai. Câu số 3, có ghế sofa trong phòng không? Cái này bị nhảy có. Trang nè. Có ghế sofa không? Không có mà đây là có, vậy câu này sai. Các bạn nhìn nhầm đó. Câu này tôi có một con cá vàng đúng không? Đúng. Rồi bài này. Bài này. Bạn Quân là bạn Ngọc Anh làm xong bài này chưa? Bạn Bảo Anh làm xong chưa? Đừng con số đen máy tính điện thoại cô hỏng hoài. À, my family. Gia đình tôi đang ở nhà. Bố tôi đang ở trong phòng khách, ông ấy đang làm gì? Đang xem tivi là gì? Watching TV. Mẹ tôi đang ở trong phòng khách, bà ấy đang cái gì, quyển sách. Khi mà có quyển sách thì các bạn phải xài từ gì nhỉ? Đọc đây thôi. Tôi đang cái gì ở trong vườn? Bỏ cái tay ra. Tôi đang cái gì ở trong vườn? In. Tôi đang in. In the room. Ở trong vườn. In the room. Thôi đổ vào cái máy này của cô hỏng hết rồi, đứng xe ra cho tôi quẩy. Không mẹ. Tôi đang cái gì? Vẽ tranh là gì? Drawing. The drawing. Rồi bài này. Cái gì đây? Truck. Xe tải viết sao các bạn? Bạn Quyên. Truck. Sửa bài đây. Truck. Truck. Rồi cái này là gì đây? Reading. À, reading. Rồi, cái này là gì? Window. À, window. Window. Ok. À, window. Cái này? Parrot. Parrot. À, parrot. Bài dưới đây, nhiều bạn sai, bạn Ngọc sai, bạn Núi sai nè. Bạn Ngọc Anh cũng sai nè. Mình phải viết như thế nào? How old nha chưa? Is your father. Là em bị nhầm cái đúng rồi. Your với y. Câu 2. Câu 2 có bạn làm sai nè. Do you have any gì? Any pet nè. Câu 3 cũng có bạn làm sai nè. Có bạn nào làm sai không? I have a four puzzle. Đúng rồi, em đúng rồi cô, em đúng rồi. Rồi, câu 4. Là bạn. Tôi. Câu 4 làm sao con? Đọc cho cô nghe. Tôi có 4 bộ đồ chơi nối chữ. Đọc đi. Câu 4. My